mọi người đã đi đến đây, mẹ mình đã được đi đến đây lần đầu tiên trong cuộc đời. Mình thì nhiều lần rồi, nhưng mà lần này đi rất có ý nghĩa đó với mình, là mình dẫn mẹ mình đi. Nói chung là dẫn mẹ đi chỗ nào cũng vui hết. Mẹ muốn mua cái gì không? Mua màu đẹp đẹp một chút đi. À, không, áo đó không có đẹp. Áo không nhỏ đâu, áo dưới nhiệt, áo mặc trong ấy, giày à, dán ấy. Không, để xíu nữa con thấy cái nào đẹp. Bác lấy mở hàng cho con. Nhà sàn. Ở Buôn Mê Thuột cũng có nhà sàn và ăn cơm lam. Hello bé Chiêu. Chiêu Minh Xuân. Hello. Chế đang quay phim và chế chụp hình cho em nè. Lô xin lô màu xanh nha Chiêu. Ờ, e chị. Lắm cầm dạ, đây mẹ cho em. Cầm đây, em bé 27 tuổi. Baby đấy. Baby trẻ nhất với bà nội. Hello chị Nga, em chụp hình chị này, chị cười thật là đẹp nè. Hai, nhìn em. Rồi ok. Trời ơi, sướng, có người đút cho ăn luôn, được cưng nhất. Dạ. Dạ. Cái này là nụ hồng này con, cái này là nụ tam thất này, đây là củ tam thất này, hoa sắn này, hoa xanh này là nụ tam thất chị. Đông trùng hạ thảo đồ kìa, nấm liêm xanh, xâm linh chi bá, xâm linh chi đá, đắc kỹ tử. Cái này gì đẹp quá, cái này màu đẹp quá ha, đẹp ghê. Ok. Vào đi em quay phim đào mình đi vô đào ngoại ơi, vô hai. Hello. Hai. Ôi trời. Quay trên, xuống đây mình xuống đây hết.